Tuấn Japan xin chào tất cả anh em tín đồ hàng nội địa Nhật Bản. Nay Tuấn Japan rất vui được đón một anh khách hàng ở Hải Phòng. Anh về viện 108 Trần Hưng Đạo Hà Nội để anh đưa mẹ anh đi khám bị tai biến nhẹ. Đó, thì anh có thể tự giới thiệu về mình, tên tuổi, địa chỉ, hôm nay lý do gì mà anh đến cơ sở đây là nhà Tuấn Japan, thì anh xem máy và qua như nào anh muốn tìm hiểu về máy này, anh chia sẻ. Em thì đang sửa chữa ô tô tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Thì là có mẹ em thì có đi ngồi thử cái máy này ở bên Doctor Home Hải Phòng. Dạ, thì ok. Là mẹ em bộ là ngồi này nó hiệu quả thì về nhà ăn uống được. Đúng rồi. Ngủ được. Đúng rồi. Nên là em mới quyết định là nên xem trên YouTube, thì thấy anh ở trên YouTube. Nên quyết định nên đi xem để xem máy móc như nào, thì là để mua cho mẹ em một cái. Thì là thấy mẹ em ngồi thì cũng hiệu quả. Đúng rồi. Thì hôm nay lên đây thứ nhất là nên xem và để anh chỉ dẫn cho tận tình, thì về nhà cho dễ sử dụng. Đúng rồi. Cái này thì máy thì nó cũng rất là dễ thôi. Thì em có thể nói rõ tên với địa chỉ của em ở Hải Phòng không? Em thì nhà em ở chỗ 89 Đồng Tâm, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng. Tên em? Em tên là Nguyễn Đình Tiến. À rồi, ok. Đấy, thì anh muốn là cái gì đó, người thật việc thật. Vâng. Thì ai đến với Tuấn Japan thì Tuấn Japan thì cũng một số anh chị em, cô bác là cũng ngại lên hình. Vâng. Nhưng mà cũng như em ấy thôi, thì là em biết đến Tuấn Japan và em đến đây em chia sẻ để làm sao đến đây là cái nhà Tuấn ở thực sự rồi. Và lý do làm sao mà em là người trẻ tuổi này, em là dân kỹ thuật, em về làm về kỹ thuật ô tô này, mẹ em mua ngồi ở trung tâm đấy, Doctor Home đó, người ta bán máy mới, thì sao em không lựa chọn cái máy mới và em lại tìm đến, tin tưởng để tìm đến đến những cái máy qua sử dụng và máy trưng bày của Tuấn Japan? Em thật sự thật với anh là thực ra nếu mà mua máy mới thì có khả năng một người, số người quá quá giới hạn tài chính. Em thì thực ra mình quá giới hạn tài chính, thế nên là mình cứ làm sao mà phù hợp với gia đình mình mà sử dụng tốt, ok thì mình sẽ sử dụng. Chứ còn nếu mà mình không phải là cứ cố quá đến sản phẩm mới làm gì anh? Đấy, không, anh phải chia sẻ với em này, tức là em người là người hiểu biết về kỹ thuật. Vâng. Nên làm sao mà anh mới nói là như này, những trung tâm người ta đến, người ta cho mình ngồi miễn phí là anh nghĩ là rất là trân trọng, rất là vâng, tốt để biết cái sản phẩm người ta. Vâng. Nhưng cái máy mới làm cái giá trị tài sản nó rất là lớn. Vâng. Để nó ít người tiếp cận được. Đúng không? Nhưng làm sao mà em tin tưởng, tại vì cái máy qua sử dụng nó ít tiền hơn rất rất nhiều, nhưng nó là một món tiền rất là lớn. Vâng. Nhưng làm sao mà em lại dám, em tin tưởng nào mà em lại đến với Tuấn Japan để cái máy qua sử dụng? Em thấy em liên hệ với anh thì em thấy bộ là cam kết bảo hành 2 năm. Thì nói thật là em thì cũng nhiều khi cũng ngợ, nhưng mà bây giờ nếu anh em mình làm phải tin tưởng nhau. Đúng rồi. Giờ bây giờ là cơ chế thị trường rồi, bây giờ nếu mà làm mà ai trả ai làm một lần cả. Đúng rồi. Làm với con có người này bán cho người kia chứ làm sao mà làm một lần được. Đúng rồi. Thế nên thôi anh em cứ tin tưởng nhau. Này anh em nên anh đã cam kết bảo hành cho em 2 năm. Đúng không? Mà em lại thì lên tới nhà anh đúng không? Đúng rồi. Thì đó, là quá ok rồi. Anh cũng phải cảm ơn em về cái tin tưởng đó, nhưng anh chia sẻ thật sự. Trên cái thế giới 4.0 no 5.0 này rất là phẳng đây. Nhưng cũng rất nhiều cái lừa đảo qua cái thế giới này. Vâng. Người ta 500 vài trăm nghìn người ta còn lừa đảo để chuyển khoản nọ kia. Đó. Và em như em đã đến đây rồi thì vừa rồi xong là anh có điện thoại là một cái cô là trong Sài Gòn, cô Hồng. Vâng. Trong Sài Gòn cô đã lấy một cái máy điện trường mà em cũng nghe được cái hình ảnh của cô ấy đúng không? Vâng. Cô là người thực vật thật và đặt tiền ở đây, và anh cũng muốn mọi người tin tưởng đến đây nếu có điều kiện. Vâng. Đấy. Còn anh cũng muốn ví dụ như là em để ý nhé, nhiều shop ấy là người ta không đưa lên Facebook, không đưa Zalo gia đình các thứ đâu. Đấy. Và những cơ quan đoàn thể là người ta giấu tiệt, kể cả những trung tâm nọ trung tâm kia, anh nói em nhá, người ta mở ra ấy, người ta bảo bảo hành 5 năm 10 năm ấy, nhưng mà anh nói thật sự thì sang năm người ta giải tán thì em tìm khó hơn là tìm đến nhà anh.
đúng không? Nhà anh khi còn dây mơ dễ má họ hàng thì em tìm ra được, nhưng mà những cái trung tâm em anh nói chắc chắn là khi người ta giải thể là làm ăn không tốt thì người ta giải thể thì chắc đúng, khó có tìm chuyển liên tục. Đấy. Đấy, thế nên là em mới tin tưởng anh, thì xem YouTube thì anh quay ở nhà thì em lên. Ừ. Đấy thì em bảo là anh gửi vị trí này em lên. Đấy. Thế thì cũng để mình chia sẻ đây thì cũng anh cũng rất là may mắn nhá, là anh ít nhất là anh đón được cô chú vợ chồng ở Hải Phòng, em xem cái clip ấy, cũng lấy cái máy Momovat này này. Đấy, cô chú lên này, xong cô chú còn biếu anh là rau này rồi là hải sản ấy. Tức là người ta rất là mình quý mình là khi mà người ta dùng cái máy như thế thì tốt, và người ta cũng muốn là lên tận nhà mình để xem và để người ta có những cái mà khi người ta dùng rồi người ta giới thiệu cho bạn bè để người ta tin tưởng, à cái anh này anh bán hàng là chuẩn chỉ, có gia đình, có đàng hoàng đó. À, anh cũng rất cảm ơn em là em đã tin tưởng đấy, và không những tin tưởng và lại còn tin tưởng những cái máy mà đã qua sử dụng. Làm sao nó giảm giá thành rất nhiều, nó không phải giảm 2-3 triệu, nó giảm hàng tiền hàng một con xe máy SH. Mình phải đáng suy nghĩ chứ em. À, nhưng mà công năng thì nó không khác máy mới. Đúng rồi. Tại sao mình không nếu có mình không mua, đúng không? Đúng. Chỉ có người nào mà nhẹ dạ là phải ui rồi, hoặc là anh quan điểm là như này, chỉ có cần là đi biếu, đúng không? Đi tặng thì mới cần những cái máy mới hộp xốp. Chứ còn mình dùng thì làm sao nó đáp ứng cho mình. Vâng. Nó không khác gì máy mới thì tại sao mình không dùng, đúng không? Đó. Đấy thì đây này, anh bật luôn đây cho em. Đó. Đó, bật luôn. Đó, em cảm thấy cái gì chưa? Đúng rồi, có rung. Đấy, có rung khi mà mình ngồi bắt đầu mình phát hiện ra, đúng không? Vâng. Đấy. Thì cái máy này đây em đặt thay lòng tay đây. Đó, thấy gì? Rung. Đó. Em thấy gì? Rung mình. Em thấy có rung. Đấy, ở dưới chân có rung. Ừ, đấy. Em nghe điện thoại đi, được rồi. Anh nghe đây. Ờ, đây đợi anh tí, anh đang ấy tí xuống. Ừ. Đấy, thì cũng thấy rất là may mắn là đấy, và cái này thì nó có cái liệu pháp trị liệu không dùng thuốc, là những bệnh này, mất ngủ kinh niên, đau đầu tiền đình, đau mỏi vai gáy, về xương khớp, táo bón, rồi là u tuyến giáp, tuyến liệt tuyến, rồi là đi tiểu đêm nhiều, rồi tim mạch, và nhất là những cái máy mà có cái chế độ ngủ này, chống đột quỵ, tai biến rất cao, đấy, giảm thiểu. Nhất những người mà gọi là như em chia sẻ là mẹ em bị gọi là tai biến nhẹ, đúng không? Vâng. Thì anh cũng chúc bà là mau khỏe và có sớm được có cái máy này để mình ngồi nó cải thiện. Nhất là những người mà lại có đặt stent tiếc rồi thì nên phải ngồi máu cái máy này để làm lưu thông khí huyết, nó đào thải cái độc tố ra ngoài bằng được đại tiện, nước tiểu, tuyến lệ, tuyến mồ hôi. Đó. Thì thực ra mẹ em ngồi máy này thì mẹ em ngủ về nó cũng có hiệu quả, cũng có cải thiện giấc ngủ. Ừ. Và nó thường là đi lại nó cũng dễ hơn. Chính xác. Ăn được, ngủ được. Đúng. Thế thì là thôi, mẹ em thì nếu mà giờ cứ chở đi trung tâm, em nói em biết là nó bất tiện như bọn em. Chính xác. Đấy thì là nên là bọn em quyết định là mua cho mẹ em cái máy. Mà ngồi trung tâm ấy thì người ta đầu tiên ấy là người ta cho ngồi khoảng 20 tiếng miễn phí. Và về sau là khoảng 30 phút. Đó, thì anh vẫn khuyên là nếu các cụ có thời gian và chưa có điều kiện thì phải chịu khó chạy xô. Tức là ngồi một ngày 2-3 trung tâm thì mình mới được khoảng 1.5 tiếng. Vâng. Thì nó với hiệu quả nó cao hơn. Nhưng mà nếu mà mình có máy ở nhà ấy, thì mình ngồi được 2-3 người cho gia đình mình, và mình ngồi được 2-3 lần. Mà nhất là chế độ ban đêm nữa, nhất là mẹ em được. Thế cái tấm này là một lần ngồi bao nhiêu người anh? Cái này được 2 người. 2 người. 2 người. Đó. À, thôi nó, thì nó có tấm ngắn tấm dài đúng không? Nó có một cái tấm dài kia, thì là tấm dài kia thì chỉ là để để thôi, kiểu như ngồi trung tâm thôi. Biết rồi, em đấy. Chỉ cần tấm ngắn thôi, không cần tấm dài. Đây, bắt đầu là cái điện trường này. Đó. Nó trường rất là mạnh luôn. Thì qua đây thì Tuấn Gia Ban giới thiệu đến anh chị em những cái máy điện trường cáp lộ địa Nhật Bản. Anh chị em có lưu tâm và quan tâm đến sức khỏe mình, phải nhanh chóng mà tìm cho mình một cái liệu pháp trị liệu không dùng thuốc đem lại hiệu quả cao. Đây ví dụ như là
Em đây thì có mẹ em ngồi trung tâm rồi là thì em tự nói lên những cái mà gọi là những cái hiệu quả của máy. Còn cái máy này thì nó nếu mà Tuấn Japan tổng kết thì nó cỡ khoảng trên dưới 50 cái đầu bệnh mà người dùng đã thống kê lại hiệu quả cao khi trị liệu. Máy thì Tuấn Japan nói vẫn là không được phép nói là chữa bệnh, nhưng mà Tuấn Japan vẫn nói là nó vi diệu hơn cả là chữa bệnh, tại vì có những cái bệnh thuyên Nó hỗ giảm không trợ điều thuốc trị. đấy. Đấy, anh chị em liên hệ với Tuấn Japan theo số điện thoại 0929 75 6868 và 091 332 0644, kết bạn Zalo để Tuấn Japan gửi hình tư vấn chi tiết hơn. Nó nhiều phân khúc máy từ 10 triệu đến 2 30 triệu, 50 triệu, 90 triệu và hàng gần 200 triệu. Đấy, khi mà cái máy của Tuấn Japan bán chẳng hạn như là gần 200 triệu thì nó bán bên Nhật mới thì nó qua khoảng 400 triệu. Đó. Thì anh chị em có cái cân nhắc hơn, hoặc là như em đây là có thể là qua cơ sở nhà Tuấn Japan là B7 ngõ 212, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, hoặc cơ sở gọi là cửa hàng của Tuấn Japan là số 6 Phú Nhạc, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Và trên toàn quốc thì Tuấn Japan hiện nay có 3 cơ sở, 3 miền Tổ quốc, là để cho anh chị em có thể trải nghiệm miễn phí từ 40 đến 60 phút. Là Hà Nội là số 4 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội, B7 ngõ 212 Lê Duẩn, quận Đa, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là 45 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Điện Biên Phủ là 485 đường Võ Nguyên Giáp, đối diện khách sạn Mường Thanh, cạnh cây xăng, thành phố Điện Biên Phủ, để anh em chị em ngồi trải nghiệm miễn phí. Anh em nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ giúp Tuấn Japan cũng như giúp anh chị em, cũng giúp được mọi người biết đến cái phương pháp cái trị liệu không dùng thuốc mà hiệu quả cao này. Xin chào tất cả anh em, hẹn em clip tiếp theo.